Và ok, hello mọi người, mình là MZ đây. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái tựa game Toilet Chronicle. Cái tựa game này chắc hẳn là cũng khá là nhiều người biết rồi. Cái tựa game này nó nói về một ngày bất ổn ở trong toilet. Tức là mình đi toilet và mình có thể chết bất cứ lúc nào mà mình không hề hay biết. Thì cái đó là cái sự thật của game này. Nhưng mà tôi vừa mới phát hiện ra là game này nó còn có cả backroom nữa anh em à. Cho nên là tôi muốn tìm hiểu xem là cái backroom trong game này là nó như thế nào. Vừa rồi backroom hả ta? Ủa vừa rồi backroom hả anh em? Nãy thấy có cái phòng gì nó màu vàng á, xong cái bùm cái vô đây. Cái nó nằm ở đâu đằng sau cái cánh cửa này nè. Tại vì game này hồi xưa tôi cũng có chơi rồi, mà tự nhiên chơi ở bên cái kênh kia mới ác, chứ không phải là chơi bên kênh này. Thôi vào việc thôi. Mà cũng khá là lâu rồi không đặt chân lại vào cái toilet này, cho nên là khả năng cao tôi sẽ quên một vài chi tiết nhỏ để thoát ra khỏi đây. Phải làm cái gì ta? À, khóa cửa lại. Anh em có tin vào một điều là mình đang đi toilet xong cái mình rơi xuống bathroom không? Thằng bên cạnh nó hỏi tôi là còn khăn giấy không, cho nó một miếng. Đây. Nice. Ồ, độc ác thế nhờ. Cái cuộn khăn giấy của tôi ở bên này. Đừng rời đi. Nó xạo đấy. Đừng tin nó. Bây giờ game này lâu quá tôi không chơi. Bây giờ khả năng cao là tôi sẽ quên một vài cái chi tiết ở trong game. Đây, cái đồng hồ này là cái dự báo cái con mật, cái con bạch tuộc ở trong game. Đây. Đừng cho họ thấy. Nó bị ướt hả? Là sao nhờ? Họ đang... Cái gì đây? Ở tại sao tôi lại không thấy bộ phận trên của mình ngoài hai cái cặp đùi thế nhờ? Còn khoảng 30 giây nữa mới kết thúc. Đâu, 30 giây nữa là cái con bạch tuộc nó sẽ xuất hiện. Mình đang đợi gì ta? Đây, cách để tiêu diệt cái con bạch tuộc. Từ từ vô lấy cái lựu đạn cái. Ở đây nó hơi trơn, anh em thông cảm nha. Đây. Cách giết bạch tuộc. Nice. Đây, cơm cuộn bạch tuộc. Anh em nào muốn ăn thì tôi cũng biết kiếm cái món này ở đâu nữa. Có khi là ở nhà hàng Nhật Bản sẽ có cái món cuộn bạch tuộc này. Cái gì đây? Cái đồng hồ này là cái đồng hồ dự báo cái con bạch tuộc nó sẽ đi ra, nhưng mà tôi đi giết nó rồi. Đây, khả năng cao cái bedroom đó sẽ nằm đằng sau cái staff, cái cửa dành cho nhân viên á. Đây, bạn đang ở đây. Đây là bedroom, đây là toilet. Ồ, vậy ra đây là hình như nó chưa có giống bedroom lắm. Ở đây giống như là cái phòng ngủ dành cho nhân viên á. Thì ở trong này nó có những thứ khá là phức tạp. Ai đã làm ra những cái vết dơ này? Cái này nhìn trông giống như là cà phê trắng. Đây có cái bẫy chuột, băng vệ sinh. Cái nút này là gì ta? Cái gì đấy? Vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi quên nói anh em, đây là một cái game nó hơi rối não một xíu, là mình phải dùng não để giải đố á. Nhưng mà mấy cái câu đố trong game này nó thật sự hắc não, tạo ra những tiếng ồn vui vẻ. Tiếng này nghe quen ta.
À, tiếng của hàng lộn turn into a mouse. Ơ, à, tôi biết thành con chuột rồi. Ủa vậy làm sao để biến lại thành người? Tôi giờ mới biến thành cái con chuột nè. Ở đây có cái bẫy chuột. Ơ, à, tự nhiên cái biến thành con chuột rồi. Bây giờ làm sao để quay trở về cái hình dạng cũ nhờ? Ơ, à, đúng rồi, tôi biến thành con chuột thiệt. Đó, rõ ràng là tôi thấy bedroom. Còn cái này là gì? Make lock so less time. Cái gì rút ngắn thời gian của cái đồng hồ lại hả? Tự sướng cái nào. Cái máy ảnh này nó vớ vẩn thiệt. Ôi tôi vô rồi, bedroom rồi. Từ từ tôi phải đi xung quanh tôi coi. Ở đây nó có cái hang chuột nè. Ê, cái gì đây? Đi đâu? Làm sao tôi chui vô cái hang chuột đó được ta? Wow. Mới nghĩ ra cái chip nhưng mà thành công hay không thì tôi không biết. Chuẩn bị vô bedroom trong vai con chuột nè. Ê, được rồi. Ở sao cái nút đây. Từ từ nha, ở đây nó có cái hàng chuột. Hình như là tôi là con chuột cho nên là không có chạy nhanh được. Để cái nút shift không có ăn thua. Trời. Nhìn quen lắm. Đây. Bạn là ai? Con người hay là con chuột? Ban đầu mình là người, nhưng mà khúc sau thì mình hóa thành chuột. Bởi tôi nói game này nó có nhiều cái nó hack não dữ lắm. Theo mọi người, mình là chuột hay là người? Tại ban đầu lúc mà đặt chân vào cái phòng nhân viên á thì mình là con người. Sau đó là mình biến thành chuột để mình vô đây. Và câu hỏi đặt ra ở đây là mình là người hay là chuột? Chuột. Ok. Cái đũa theo phong cách của Nhật Bản nè. Để ăn sushi. À chắc là cái cơm cuộn bạch tuộc ở trong toilet hồi nãy. Mình là chuột mà mình. Ủa? Bạn để lựa chọn sống như một con chuột. Game này nếu mà nói á, ending của nó rất là nhiều. Anh em có thể thấy là game này nó đến mười mấy cái ending lận. Thiệt tình chứ đi ăn cái miếng format đó vô rồi là vô ending luôn. Là mãi mãi làm chuột. Ủa thiệt sự. Ban đầu tôi gọi cái phòng này là bedroom. Tại vì tôi thấy nó khá giống bedroom. Với lại nó cũng kiểu nó đột ngột quá. Kiểu mình đang đứng á, mình bấm cái nút cái mình rơi cái bịch xuống đây. Không khác gì bedroom. Nhưng mà tôi sẽ không ăn cái miếng format này. Nếu bạn ước bạn sẽ là con chuột thì hãy ăn như chuột. Nhưng nếu bạn ước bạn là con người thì hãy lụm cái đũa này lên. Cái gì đây? Giấy vệ sinh bằng một lời khuyến. Tức là mình phải bỏ cái miếng giấy gì vô đây để mình đi qua bên đây hả? Cái giấy này lấy lên không được. Ồ, hợp lý. Để tôi coi đi qua được không. Đây. Cái giấy vệ sinh này nó hơi bự. Hay là bỏ cái này vô đây. À. Nó đang làm cái gì ở trong thế nhờ? Có một tờ giấy. Từ từ. Nó hơi khó nhìn. Ồ. Ủa. Tức là tôi sẽ phải dùng cái băng vệ sinh này để che mắt cái con thực thể trong cái bedroom. Để đi vào cái hang chuột đằng sau lưng nó. Ủa vậy tức là tôi vô đây để lấy cái chip vượt qua cái con thực thể này à. Ồ. Vậy là cuối cùng phải trở lại. Biến hình chuột. Cách để vượt qua cái con thực thể ở dưới đây là lấy cái băng vệ sinh này làm cái tấm khiên. Nói chung là che mắt cái con ở dưới này nè.
con này nè. Đó. Hình như có gì nó sai sai. Không biết địa vị nó có phát hiện hay không nữa. Hơi lo. Không phải hơi lo mà là lo dữ luôn á. Tôi mong rằng nó sẽ không thấy. Rồi qua được rồi. Trời ơi. Tuyệt vời. Cái này là sao? The end. Kết thúc hả? Đợi đã, không có câu chuyện gì hết. Ồ, vậy ra đây là tôi. Hai cái cặp đùi đó là hai cặp đùi của tôi lúc đi toilet á. Ồ, nhạc hay phết anh em à. Nhạc hết game. Rồi nói chung là đây là cái bản DLC của cái game Toilet Chronicle. Thật ra là còn một cái ending nữa. Đây, cái khúc này. Bây giờ chúng ta sẽ nộp cái cuộn băng vệ sinh và đi vô luôn. Bạn đã bị mắc kẹt. Và đó là cái bedroom của cái toilet. Và mình là Miss. Nếu mọi người hãy nhớ để lại cho mình like với một đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.